Chào bạn, thì trong video này thì mình sẽ cùng với các bạn đến với một bộ truyện mới của Kim. Đấy là bộ Dragon Ball SD, 7 viên ngọc rồng nhị. Thì 7 viên ngọc rồng thì không còn gì là xa lạ với cả chúng ta rồi. Truyện này sẽ có giá là 75.000 này. Nó sẽ được thiết kế dạng bìa rời. Cái phần bìa rời thì sẽ được cắn bóng. Đây là tác giả vẽ cái bộ này này, Naho Ohishi. Và dưới sự giám sát của tác giả của nguyên tác gốc. Đấy, cái phần bìa trước đây, vẫn là hình của Son Goku, khá là quen thuộc. Đây là phần bìa mặt trong này. Bìa mặt trong thì sẽ được cán mở. Chuyện này sẽ in là 5.000 bản, khổ khá là to, 13 x 19. Thì thông thường những cái phiên bản của những cái bộ 7 viên ngọc rồng trước đấy thì là toàn là cái khổ nhỏ 11,3 x 17,6. Thì là cái quyển này được làm khổ to nên là cầm đọc nó cũng có cảm giác khá là khác. Tập 1 này sẽ dày 192 trang và sẽ được in full màu và in full trên giấy C luôn. Đây là mấy trang đầu tiên là có cả phần giới thiệu các nhân vật luôn. Đây là phần mục lục này, tập 1 này có 9 chương. Thì cái chuyện này thì sẽ được tác giả khác vẽ với cái nét vẽ là theo phong cách chibi, thân nhỏ và đầu to, nhìn trông cũng khá là hay. Và được cái là cái phần nội dung thì cũng được cải biên đi một chút, nó không phải là giống hẳn cái bộ gốc mà nó sẽ có những cái phần lược bớt đi để cho chuyện nó sẽ bớt bị dài dòng và chỉ giữ lại những cái phần nội dung chính. Và cái nội dung chuyện thì cũng được nhiều chỗ được tác giả biến tấu đi, thì mình đọc thấy cũng khá là hay, nội dung sẽ được rút ngắn đi khá là nhiều. Thì ở cái quyển tập 1 này, 9 chương này thì là sẽ tương ứng với cả tầm 3 tập của cái bộ 48 tập hiện tại mà Kim đang phát hành đây, là của cái bộ này, 48 tập. Đây, ngay từ phần đầu đây, của cái bộ gốc thì là các bạn thấy cái phần nội dung này khá là dài. Nhưng mà cái tầm 15-20 trang này sang cái bộ Dragon Ball SD này thì sẽ được rút ngắn lại xuống còn tầm 4 trang thôi. Nội dung lược bớt khá nhiều. Nhưng mà đọc thì nó vẫn không bị kiểu như là nó làm cho cái phần nội dung nó khó hiểu. Đọc nó vẫn ok. Đây, những phần biến tấu của tác giả đây có lồng ghép cả những cái nhân vật ở tít những cái phần sau như là đây. Ba nhân vật này sẽ xuất hiện ở cái phần say ra này. Đây, hay như ở cái chương 2 này thì là tác giả cho xuất hiện luôn nhân vật Jambo ở trong cái chương Frieza này. Đây, có cả hai hình dạng luôn, hình người với cả hình dạng biến hình. Đây, hay là như ở cái chương 3 này thì là xuất hiện cả cái hình của cái con này là con quái vật ở trong cái phần chương xảy ra cái lúc mà Kadix với cả Nadix đổ bộ ấy. Và cái phần này là cái đoạn Yamcha bị cái con đấy nó giết này. Thì tác giả cũng biến tấu đi, đọc khá là hay, khá là mới lạ. Đây như cái đoạn ngủ buổi tối đây thì là cũng lược bớt cái đoạn là Pua giả dạng biến hình để vào trong nhà để lấy trộm cái viên ngọc ấy, cũng được cắt bớt đi. Và như ở cái chương Hỏa Diệm Sơn này thì là cái phần Goku về để mượn cái quạt ba tiêu này. Thì là ở cái bộ cũ thì là cái quạt ba tiêu này là ông rùa này sẽ làm mất. Và đích thân ông rùa sẽ đến cái Hỏa Diệm Sơn này và dập tắt cái đám lửa. Thì ở cái bộ SD này thì sẽ được biến tấu đi là vẫn còn cái quạt ba tiêu. Và sử dụng quạt ba tiêu thì quạt để dập lửa. Đấy, đấy là những cái biến tấu khá là hay ho. Còn khá nhiều những cái đoạn biến tấu nữa ở phía sau nữa. Thì mình đấy mình mới sơ lược qua thôi. Thì các bạn thấy là thì cái nội dung mạch truyện chính của cái bộ này thì nó vẫn giống hệt với cái bộ gốc nhưng mà sẽ được rút ngắn giản lược đi và sẽ được biến tấu đi một chút để cho người đọc cảm thấy là đọc thì là vẫn có cái sự mới mẻ nhưng mà cũng không làm mất đi cái cốt lõi của cái nội dung truyện. Đây là một cái bộ mình thấy là nên có trong bộ sưu tập của chúng ta nhé, bộ huyền thoại rồi. Và tập 1 này thì các bạn sẽ được tặng kèm một cái postcard bằng bìa hai mặt. Mặt sau Sun Goku đây, mặt trước là dòng thần. Bút cạc này sẽ được là cán mở. Quyển này sẽ một tháng ra một tập. Thì với cái độ rút gọn của cái nội dung chuyện này thì mình nghĩ là chắc là full cái bộ này chắc tầm chục tập là hết.